Xin chào anh chị em, chú bác quan tâm kênh đi qua thuần đó. Nãy giới thiệu với anh chị em, chú bác mình một chiếc Louis Vansa nha. Con này máy Nhật, con này một bản full vàng, form Rolex rất là quen thuộc, và bản này chất cực cao luôn em ha. Tại vì nó là dây vỏ thép đúc và nó mạ vàng trên thép anh em ha. Nó mạ cả trong cả ngoài luôn, nước vàng còn vàng ống luôn. Một chiếc đã qua sử dụng mà với nước vàng như vậy còn rất là tốt ạ. Một phần là tại vì cái chất lượng mạ của nó rất là tốt anh em ha, xài rất là khó phai nha. Chiếc này thì tuyệt vời rồi, nó có lịch thượng anh em ha, và lịch gốc 3 giờ quen thuộc. Con này nó chống nước tới 200 m lần anh em ha. Form thì thanh rất là sang trọng, cực kỳ sang trọng luôn anh em ha. Với cái mẫu sang trọng này thì mình có thể là không thể mình có thể là đeo trong những cái bữa tiệc đi ra ngoài gì đó rất là ok anh em ha. Có thể là một chiếc không phải là mình để mình đeo hàng ngày được, nhưng mà anh em đeo những cái dịp nó hay hay nó cũng rất là hợp lý luôn em. Giá 1,1 triệu thôi. 1,1 triệu thì mình đi mua một chiếc Casio, chắc cái đời gần gần như là thấp nhất anh em ha. Đây mình sở hữu một chiếc full vàng tuyệt vời luôn ạ. Lên tay tuyệt vời rồi anh em ha. Mẫu này thì gần như là không có anh em nam nào có thể từ chối được ha. Dây thì 19 luôn anh em ha, rất là thoải mái luôn. Giá 1,1 triệu nhé. Anh em mình thích mẫu này, anh em vui lòng xem kỹ mô tả anh em nha. Con này thì vòng Rolex anh em biết rồi, nó sẽ là size 36 nhé, càng của nó thì là 45 luôn anh em ha. Được cái 200 m nước thì nó là thép đúc đáy xoáy anh em nha, và cái núm là núm ren, núm cổ chai anh em ha, khắc logo vương miện ở trên núm luôn, quá đẹp luôn ạ. Bản khá hiếm, xong một chiếc anh em mình đi săn hàng si ha. Cảm ơn anh chị em mình rất nhiều nha, hẹn anh chị em mình ở cái clip tiếp theo ạ.